đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai do trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Thị Mỹ Dung làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vụ án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung năm 2024 tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, trong 8 tháng năm 2024, các cơ quan tố tụng thành phố Biên Hòa đã phối hợp làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý nhanh chóng kịp thời các vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, gây rối trật tự công cộng, các vụ đánh bạc. Cụ thể, trong 8 tháng năm 2024, các cơ quan tố tụng đã giải quyết được 1.040 vụ trên 1.272 bị can, truy tố 472 vụ trên 831 bị can. Tòa án đã xét xử 405 vụ trên 721 bị cáo. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp trong việc phối hợp điều tra xử lý, khởi tố, xét xử. Các vụ án phải gia hạn thời gian điều tra và trả hồ sơ điều tra bổ sung. Kết luận buổi giám sát, trưởng đoàn giám sát Trương Thị Mỹ Dung cho rằng, các đơn vị phối hợp cần trao đổi lại về công tác phối hợp thực hiện các quy chế giải quyết tố giác, tin báo và phòng chống tội phạm, tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc đối với điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán trong việc thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, không để nhiều vụ án trả hồ sơ, điều tra bổ sung như thời gian vừa qua. Đồng thời định kỳ họp tổ chức đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với các trường hợp trả điều tra bổ sung và xác định trách nhiệm đối với các bộ có vi phạm và lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình giải quyết các vụ án, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ điều tra, kiểm sát viên và thẩm phán.